Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 3 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, tác động của lục hợp lên con giáp tuổi Thìn lúc này khá rõ ràng khi bạn trở nên dễ tính, điềm đạm hơn, thích chia sẻ và nhận sự đồng cảm từ người thân. Hôm nay, bạn không còn vội vã hay muốn thay đổi điều gì nữa, bạn muốn có cuộc sống yên ổn, hài hòa. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Tý Dậu tương phá là lời nhắc nhở cho người tuổi Tý nên thận trọng khi tương tác với những người xa lạ, bởi vì có thể họ đang cố gắng moi móc bí mật hoặc những thông tin cá nhân quan trọng của bạn đấy. Ngoài ra, bạn cũng không nên vội vã kết bạn nếu chưa hiểu rõ về đối phương. Thực thần dự báo con giáp tuổi Tý ham vui nên khá háo hức tham gia các bữa tiệc ăn uống, nhận những lời mời. Ngoài những buổi đi ăn nhà hàng, bạn có thể cùng bạn bè tham gia các hoạt động cùng thiên nhiên kỳ thú ngoài kia xem sao, hoặc nếu có thể hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngắn ngày. Kim thủy tương sinh hỗ trợ cho những ai đang có vấn đề liên quan đến tiền bạc lúc này sẽ sớm tìm được giải pháp cho mình. Có những người còn may mắn nhận được sự giúp đỡ từ gia đình. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, tránh chia sẻ bí mật. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, hãy cân nhắc lại lời mình nói ra. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, hãy nghiêm túc với quyết định của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, nhớ dành thời gian nghỉ ngơi. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường bạc, đen, quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hôm nay, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Sửu nhờ tam hợp mà khởi sắc. Nếu có lời mời hẹn hò nào đó thì người độc thân nên mở lòng đón nhận. Trong các mối quan hệ, đây là ngày mà bạn có cơ hội gặp gỡ nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai của mình sau này. Không chỉ là lời nói, những hành động vô cùng cần thiết vào ngày hôm nay với con giáp tuổi Sửu, nhất là khi bạn đang có kế hoạch giới thiệu một ý tưởng, một dự án nào đó mà tiền ấn đã mang tới. Đây cũng là ngày để bạn giúp đỡ những người xung quanh bằng tất cả tấm chân tình của mình. Kim thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chế độ ăn uống của bạn lúc này cũng đã hợp lý hơn, hỗ trợ rất nhiều cho quá trình tăng cân hay giảm cân tại thời điểm này. Cố gắng duy trì lối sống lành mạnh của mình nữa nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, có trách nhiệm với việc mình làm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, cẩn thận với lời bông đùa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, tập trung vào mục tiêu đang có. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, nghe nhạc để tâm trạng thoải mái hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào gần gũi nhất. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần hôm nay có được nhiều may mắn, thành công giá trị trong công việc. Nhiều người đã giải quyết được những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Bạn đã tìm ra câu trả lời cho những vấn đề thách thức gây đau đầu cho bản thân. Ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ của bản mệnh lúc này không được tốt. Không chỉ là vấn đề với một nửa của mình mà bạn còn vượt qua cả những căng thẳng, khó khăn nơi gia đình. Để có được những phút giây vui vẻ hạnh phúc, bạn nên bỏ qua những thứ không đáng. Theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiềm cữ những việc như khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt, kỵ nhất là chôn cất, sửa đáp mồ mả, đóng họ Đường. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, đôi khi bạn nên biết nói không. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, hãy đối xử với người khác bằng sự chân thành. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tìm cách cải thiện công việc hiện tại. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, trò chuyện nhiều hơn với bạn bè. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, đừng vội đánh giá vấn đề. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi thứ 3 ngày 23 tháng 7 năm 2019. Ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi Mão có vẻ như đang dành quá nhiều thời gian cho việc ganh tị với những người thành công hơn mình, trong khi điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Đừng quên rằng bạn có thể chủ động tạo ra những thành tích thay đổi tích cực cho cuộc sống, môi trường của chính mình, bắt đầu bằng những mối quan hệ mới hay bước lên những nấc thang mới trong một mối quan hệ.
Thiên tài mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Mão, nhất là những ai biết đón cơ hội tốt để giang tăng tài sản, còn nếu không mọi thứ qua đi rất nhanh. Chỉ để cho bạn sự nối tiếc. Hôm nay, một số người còn nhận được khoản tiền làm thêm hoặc có người trả nợ. Kim Mộc xung khắc nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới sức khỏe. Có thể bạn cảm thấy khó khăn khi không có thời gian để tới phòng gym hay tham gia một lớp tập nào đó, nhưng bạn có thể chọn hình thức nhẹ nhàng hơn như đi bộ chẳng hạn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy quá mức kiêu ngạo. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa có tầm nhìn xa. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ con cái không vâng lời. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc cần lắng nghe nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim nên giữ tâm trạng tích cực. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ Thân, Tý. Tử vi tuổi Thìn, xem lịch ngày tốt, tác động của lục hợp lên con giáp tuổi Thìn lúc này khá rõ ràng khi bạn trở nên dễ tính, điềm đạm hơn, thích chia sẻ và nhận sự đồng cảm từ người thân. Hôm nay, bạn không còn vội vã hay muốn thay đổi điều gì nữa, bạn muốn có cuộc sống yên ổn, hài hòa. Chính ấn hứa hẹn mang đến những cảm xúc tích cực, vui vẻ dành cho người tuổi Thìn. Sau một ngày làm việc vất vả, đây cũng là cơ hội để bạn nghỉ ngơi, thư giãn một chút và nạp năng lượng. Hãy nghĩ về những chuyến đi đang chờ đợi mình phía trước, chúng sẽ rất thú vị đấy. Kim Thổ xung khắc nhắc nhở bạn nên tránh những tác nhân có hại cho cơ thể của mình, như những lời nói gây tổn thương với những người không hiểu chuyện. Bên cạnh đó, bạn nên quan tâm đến sức khỏe, tránh tối đa việc sử dụng đồ uống có chất kích thích nữa nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, cẩn thận trong từng việc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có việc không có lợi cho bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy thể hiện sự nhiệt tình trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy yêu thương cơ thể mình. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Sửu, Mão. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính quan khiến cho người tuổi Tỵ có ý thức rất cao trong việc mình làm. Tuy nhiên, sự nghiêm túc, khắt khe của bạn có thể làm ai đó khó chịu. Ngoài yêu cầu của công việc, bạn có thể tính toán mọi thứ sao cho linh hoạt hơn, không cần thiết phải dập khuôn quá đâu. Kim Hỏa xung khắc dự báo những vấn đề liên quan tới tiền bạc vì sự bất cẩn của bạn. Bạn tiêu tiền khá cảm xúc, khiêm kiểm soát được vấn đề khi có những việc phát sinh, nhưng bạn cố gắng không nên dùng tiền trong khoản tiết kiệm của mình đấy nhé. Trong ngày nay, vị trí của tài thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động đến tài thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, hãy linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, học cách chi tiêu hợp lý hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy kiềm chế bản thân khi cần. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên hỗ trợ người khác khi cần. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, cố gắng đúng giờ. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, tứ hành xung dự báo các kế hoạch của con giáp tuổi Ngọ có thể sẽ thay đổi một vài lần trong ngày hôm nay, liên quan đến mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, đừng để những cảm xúc này ảnh hưởng đến bạn và khiến cho bạn đi sai hướng. Hãy cố gắng tích cực thay đổi tình huống. Người tuổi Ngọ cảm thấy thật khó để có thể giữ cho mình được sự điềm tĩnh cần thiết khi đối mặt với những thay đổi không mong đợi vì ảnh hưởng của thiên quan lên khía cạnh công việc lẫn đời sống cá nhân. Tuy nhiên, đừng để những điều đó khiến cho bạn mệt mỏi vì căng thẳng. Hãy cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình và ứng xử một cách chuyên nghiệp hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy stress khiến cho sức khỏe của bạn có dấu hiệu giảm sút. Lúc này đừng cố làm thêm việc, để đến lúc dành cho những khoảng lặng thư thái đi dạo, tập luyện sẽ giúp cho tinh thần của bạn tốt hơn đấy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tính khí nóng nảy. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, dễ xảy ra tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nhận được phần thưởng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, không bà hòa khỏe mẽ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, kiềm chế bản thân. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường tím, da cam, quý nhân phù trợ Mùi, Tốt.
Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi 2019, thiên ấn khơi gợi tình yêu nghệ thuật trong con người tuổi Mùi và hôm nay bạn cũng trở nên nhạy cảm hơn so với trước đây. Hãy khôn khéo trong cách lồng ghép nó vào công việc vì đó là ưu thế của bạn so với mọi người ở nơi bạn làm đấy. Kim Thổ tương sinh mà lại mối quan hệ tốt đẹp cho bản mệnh. Có những người đang độc thân tìm được mối quan hệ trong mơ, cặp đôi bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin, trong khi đó nhiều vợ chồng thì đón tin vui bầu bí. Nếu phải đi đâu, hôm nay bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ Thần là hướng Tây Nam hoặc hướng Tài Thần là hướng Tây Nam, không nên chọn hướng Hắc Thần là hướng Đông Nam. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim không nên khắt khe quá. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa đừng thay đổi ý định quá nhanh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ hãy thực tế hơn một chút. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc hãy tối giản mọi thứ. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, Tam Muội xuất hiện là tín muội tốt để con giáp tuổi Thân. Xây dựng các kết nối là một kỹ năng quan trọng để đạt được những thành công trong sự nghiệp. Bạn cũng có thể nhận được những thông tin tốt lành sớm hơn là mình mong đợi. Và điều này hẳn nhiên sẽ mang đến thật nhiều ngạc nhiên, hạnh phúc. Kiếp tài cho thấy nỗi buồn của người tuổi Thân liên quan đến một số mối bận tâm về tương lai công việc hiện tại của bạn. Những bất đồng với đồng nghiệp hoặc những căng thẳng với quản lý có thể làm cho bạn không khỏi ưu tư. Điềm tĩnh lại, suy nghĩ thật chín chắn để xem bạn cần phải làm gì tiếp theo nhé. Kim khí vượng không phải là biểu hiện tốt mà là lời nhắc nhở để bạn quan tâm tới chính mình hơn. Việc bạn bỏ bê bản thân và chỉ lo cho mọi người khiến bạn hay buồn phiền và thường có cảm giác không được khỏe. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, điều gì buông bỏ được nên buông bỏ. Tử vi tuổi Bính Tuân, Hỏa, có tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, nếu có điều gì bất ngờ, hãy hít thở thật sâu. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, chấp nhận sự thay đổi. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, Dậu Dậu tự hình mà lại cho bản mệnh những thắc mắc dường như không có lời giải đáp phù hợp. Thực ra là do cách suy nghĩ có phần luẩn quẩn của bạn khi không muốn chấp nhận điều mới, chấp nhận thực tế. Nếu có thể hãy tìm tới người mà bạn tin tưởng, họ có nhiều kinh nghiệm để xin lời khuyên. Tỷ Kiên cũng là lời nhắc nhở cho con giáp tuổi Dậu cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh cần thiết để tránh khỏi những ghen tị, sự ứng xử kém tinh tế và thiếu tự tin tưởng vào bản thân. Hôm nay cũng không phù hợp cho việc cho vay mượn tiền hoặc thay đổi nhà cửa. Nếu bạn có kế hoạch di chuyển, hãy cố gắng thận trọng nhé. Kim khí vượng, dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh có vấn đề, bạn chớ vội bỏ qua những biểu hiện không tốt của cơ thể. Trước tiên, muốn thay đổi tình hình, bạn nên đi tập thể dục đều đặn hơn đi nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nếu khó khăn, hãy kiên cường. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, có sự thật làm bạn buồn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên cho qua chuyện cũ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, không nên nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đề phòng kẻ ném đá giấu tay. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi ngày 23 tháng 7 năm 2019, Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Tuất thay vì quan tâm tới những điều không liên quan đến mình thì nên dành thời gian quý giá cho người thân. Đừng quên hướng đến gia đình, nơi bạn có những phút giây thư thái và có được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Chính ấn mang lại sự cẩn trọng cho người tuổi Tuất trong công việc. Bạn cố gắng tính toán mọi mạo hiểm, rủi ro trước khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp hay việc theo đuổi các mục tiêu của bạn. Khi những cảm xúc tiêu cực nảy sinh, hãy cố gắng gạt bỏ chúng và nhắc nhở mình về những trọng trách nơi công sở cũng như nơi gia đình bạn nhé. Kim Thổ tương sinh mà lại tin vui liên quan tới sức khỏe cho một số người đang bị bệnh. Tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn đã đỡ ốm vặt hơn khi sức đề kháng đã được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tình hình cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, hãy tin tưởng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tìm niềm vui trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất,
Kim hãy chấp nhận mọi thứ là lẽ đương nhiên. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy có nhiều niềm vui, con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, thương quan dự báo có những thất vọng đến với người tuổi Hợi. Có thể bạn sẽ không tìm thấy sự ủng hộ cho những ý tưởng mới mẻ của mình, vậy thì không cần phải cố gắng để có được chúng nữa. Cần chọn một thời điểm thích hợp khi bạn đã sẵn sàng để có thể đưa ra những ý tưởng riêng của mình, giới thiệu một cách hết sức tự tin. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thời gian thành thơi hơn với cuối ngày. Đây cũng là ngày để bạn quên đi những chuyện không vui trong quá khứ và hướng đến những điều tốt đẹp của tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 21 âm lịch, nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, không nên vội vàng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, đánh giá của bạn không chính xác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, bạn giải quyết được việc khó. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tránh xem thường người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, công việc có trở ngại. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.